Máy Bình Minh xin chào bà con, nhân dịp năm mới Máy Bình Minh xin chúc bà con có một năm đầy sức khỏe và gặt hái thật nhiều thành công trong công việc. Trong thời gian vừa qua Máy Bình Minh đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bà con về dòng máy băm cỏ. Và hôm nay Máy Bình Minh sẽ giới thiệu đến bà con video giới thiệu và tổng hợp giá của các dòng máy băm cỏ nhé. Mời bà con xem video. Băm cỏ để làm thức ăn cho gia súc đang trở thành một phương pháp quan trọng trong chăn nuôi do những lợi ích đa dạng mà nó mang lại. Việc này không chỉ giúp tối ưu hóa việc sử dụng nguồn thức ăn mà còn cung cấp những ưu điểm về sức khỏe và quản lý trong chăn nuôi. Bằng cách băm cỏ, chủ nuôi có thể tận dụng một cách hiệu quả nguồn nguyên liệu thô như cỏ để cung cấp chất xơ và chất dinh dưỡng cần thiết cho đàn gia súc của mình. Hơn nữa, quá trình này còn giúp gia tăng sự tiện lợi trong việc chế biến và phục vụ thức ăn, đồng thời giảm nguy cơ mất mát thức ăn và cải thiện khả năng tiêu hóa của gia súc. Điều này đồng nghĩa với việc cải thiện hiệu suất chăn nuôi và tăng sự thoải mái cho đàn gia súc, tạo ra một hệ thống chăn nuôi hiệu quả và bền vững. Vâng, việc băm cỏ cho gia súc mang lại rất nhiều những lợi ích. Và để việc băm cỏ cho năng suất cao thì bà con cần một con máy băm cỏ để hỗ trợ. Tùy vào quy mô chăn nuôi và mục đích sử dụng mà bà con có thể lựa chọn một trong những loại máy băm cỏ tôi sắp giới thiệu sau đây. Vâng, và con máy đầu tiên tôi muốn giới thiệu đến bà con là con máy băm cỏ 6TASP. Đây là dòng máy băm cỏ mini phù hợp với những bà con chăn nuôi hộ gia đình và trang trại nhỏ. Máy được trang bị động cơ 3kW, dùng điện một pha, truyền chuyển động bằng dây cu doa, nên có thể thay thế bằng đầu nổ nếu khu vực làm việc của bà con không có điện hoặc điện yếu không đủ tải. Năng suất máy có thể đạt được là 800kg trên 1 giờ làm việc. Điểm đặc biệt của máy là máy có khả năng băm được cả rau củ quả thải loại để làm thức ăn cho vật nuôi hoặc ủ làm phân bón. Và hiện tại giá của máy băm cỏ 6TASP là 6 triệu 500 nghìn đồng cho phiên bản động cơ 3kW. Vâng, con máy băm cỏ thứ hai tôi giới thiệu đến bà con đây là con máy băm cỏ mini được bán chạy nhất năm 2023. Đó chính là con máy băm cỏ 7TA của công ty Bình Minh sản xuất. Đây là con máy băm cỏ được thiết kế kiểu dáng hiện đại, thông minh, giúp bà con thu gom thành phẩm dễ dàng hơn với cửa xả ở trên cao. Máy được trang bị động cơ 3kW, dùng điện một pha. Năng suất máy có thể đạt được là 1 tấn cỏ trong 1 giờ làm việc. Điểm đặc biệt của máy là có thể băm được cả rơm khô. Và hiện tại máy băm cỏ 7TA đang có giá là 9 triệu đồng cho phiên bản động cơ 3kW. Con máy tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến bà con là con máy băm cỏ công nghiệp 2T của công ty Bình Minh sản xuất. Máy được trang bị động cơ 4kW, dùng điện 3 pha. Điểm đặc biệt của máy là máy được thiết kế băng tải, vừa giúp tăng năng suất làm việc của máy lên vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người vận hành máy. Năng suất máy có thể đạt được là 2 tấn trên 1 giờ làm việc. Máy băm cỏ công nghiệp 2T phù hợp với những hộ chăn nuôi quy mô trang trại vừa và nhỏ. Và hiện tại máy băm cỏ công nghiệp 2T này đang có giá là 25 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, do thời lượng của video có hạn nên tôi sẽ kết thúc video tại đây. Những con máy băm cỏ tôi chưa kịp giới thiệu sẽ được cập nhật tại video tiếp theo. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã đến hồi kết thúc. Bà con có câu hỏi nào về các dòng máy băm cỏ thì hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận. Hoặc bà con muốn sở hữu ngay một trong các dòng máy băm cỏ vô cùng chất lượng này thì hãy liên hệ đến số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ đến bà con sớm nhất có thể. Khi mua máy tại công ty chúng tôi, bà con sẽ nhận được những điều sau. Tất cả sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ kỹ sư công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Tất cả sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn bà con đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.